Nhẫn vàng trắng nguyên khối Au750 đến viên chủ 12 ly không chỉ đơn thuần là một món trang sức mà còn là một biệt thự mini, biểu tượng của sự xa hoa đẳng cấp và tinh tế trên tay. Giống như một căn biệt thự lộng lẫy với kiến trúc đỉnh cao, chiếc nhẫn này sở hữu từng đường nét tinh xảo và quý giá, đưa người sở hữu chạm đến đỉnh cao của sự sang trọng. Điểm nhấn quan trọng nhất trên căn biệt thự mini này chính là viên kim cương chủ 12 ly, lấp lánh như viên ngọc quý giữa bầu trời đêm. Với mặt cắt hoàn hảo, viên kim cương 12 ly phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ mọi góc nhìn, giống như những ô cửa sổ lớn đón nắng trong ngôi biệt thự xa hoa. Viên kim cương chủ 12 ly không chỉ thể hiện sự quyền quý mà còn mang lại giá trị vĩnh cửu như một công trình kiến trúc đỉnh cao không bị bào mòn bởi thời gian. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.